mấy cái bạn con nói hoài hoài thôi à. À, hai. Alo. Bé trên đây nè. Hả? Bé ở đây nè. Để cái tay đó. À. Alo, hai. Giờ này nói hai hoài. Hai. Không nghe hả? Có nghe, có nghe. Có nghe không? Dạ. Yeah. Ừ. Này ngoài ngoài hả? Ừ. Nó có lạnh không? Lạnh lắm, còn người ngoài tính ngoài đi xúc cái đứt. Cho cái đường đi ấy mình về ngoài ra không nổi. À, chút nữa con làm được rồi. Con làm thì cũng như ngoài, ngoài làm được. Con làm được rồi. Ừ. Phải tiếp mà đi cũng được trọt. Ngoài ngồi ở trong nhà, ngoài chán quá. Chán gì vậy, sợ chán gì. Does she understand the streaming thing? I don't think she understands the internet on the streaming thing. No way. Hi Fumita, what's up bro? Where you at? I need subtitles. She's just like, I'm so bored because it's so cold out. She's saying hi and stuff. What's your Reddit? It's JV Schultz. What language? It's Vietnamese. How old is she? Oh, why buy new toy? Huh? Why buy new toy? Idiot. Late in, you kind of far out, bro.